cái tóc mái của mình nó xoắn ra, mình uống xong cái nó chỉ thành hai đường. Bây giờ mình đang kẹp nó lên để mong là nó cố định lại, cho nên nhìn rất là ngu ngốc. Hello mọi người, lại là mình Daydream nè, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang ở Hà Nội. Đây là lần thứ 3 mình tới Hà Nội rồi. Lần đầu tiên là tới là đám cưới chị Yến nè, lần thứ 2 là đám cưới chị Hạnh nè, và lần thứ 3 là đám cưới của không có bạn, mình đi một mình thôi. Đi một mình hơi buồn một chút, tại vì không có đồng bọn để đu đa đu đẩn. Một mình giữa khách sạn như thế này cũng hơi là chán. Sau cái đợt dịch kéo dài, sau cái đợt làm việc kéo dài không ngừng nghỉ, thì mình đã quyết định dành một cái khoảng thời gian này để đi du lịch Hà Nội một mình. Và mình đã được các anh chị ở Astronaut Hà Nội giới thiệu một cái địa điểm đến mà mình nghĩ là nếu như các bạn cũng giống như mình, yêu mến đất nước Hàn Quốc, văn hóa Hàn Quốc hay là ẩm thực Hàn Quốc, thì sẽ là rất là thích cái địa điểm này luôn. Và hôm nay mình sẽ dẫn mọi người cùng khám phá Hàn Quốc giữa lòng Hà Nội, đó chính là Korea Culture Center. Và bây giờ thì đến đó nhé. Tại thì mình đang ở trung tâm văn hóa Hàn Quốc và sẽ thử khám phá xem ở đây có gì mà mọi người bảo là hay ho lắm, và đi vào với mình nào, đi thôi. Ở đây toàn là những món mà mình đã thấy rất là nhiều ở trong các bộ phim Hàn Quốc, nhưng mà lần đầu tiên được thấy tận mặt như thế này. Cái này có được đụng vào không ta? Thôi, tốt nhất là không đụng vào ha. Nguyên một khu này là gì ta? Chắc là mình sẽ tìm ai đó quản lý cái khu vực này để giới thiệu cho mọi người rõ hơn. À, hiện tại thì ở đây mình có chị Oanh. Chị Oanh là phụ trách cái dự án khu vực này. Chào bạn. Ở đây là khu vực trưng bày các cái hộp văn hóa Hàn Quốc. Vâng. Và hộp văn hóa Hàn Quốc này đều là giới thiệu những cái nét đặc trưng về văn hóa Hàn Quốc. Dạ vâng. Và chắc là các bạn ai cũng biết là Hàn Quốc nổi tiếng với truyền thống, trong một truyền thống là Hàn Quốc. Thế là có những bộ của Hàn Quốc rất là xinh như thế này. Trời ơi, xinh quá. Rất là xinh ha. Dạ vâng. Cái này em thấy nhiều kích cỡ lắm này. Thì mình có lý do gì lại có nhiều kích cỡ như vậy không ạ? Không sao ạ. Nó chỉ là để các kích cỡ trên. Thì đây như cái này là giống như cái mũ đội của phụ nữ trong hôn lễ Hàn Quốc em này. Em nghĩ là em cưới được rồi, chẳng bị cưới được. Trông rất là xinh ấy. Dưới này còn có những cái đồ khác nữa cho các bạn nhỏ cũng có thể đội. À, cái này là dành cho những bạn nhỏ tuổi hơn. Hoặc là các bạn là với cái khuôn hình nó cũng vừa phải ha. Em kém vừa phải. Giống như kiểu mũ của các quan. Em lại đội. À, xin chào. Là giống như là những công tử hồi xưa đi du xuân mọi người. Cái này em nghĩ là bên trong sẽ bị trang sức luôn. Đúng chị. Đúng rồi em. À. Kéo ra châm cài đầu và ngày xưa những đồ trang sức ngày xưa. Ui, cái này là có vẻ là nhẫn không ta? Trung tâm thường có những các hoạt động trải nghiệm để các bạn cũng có thể tiến hành thử làm. Này, ở đây á, mọi người có thấy là trong những bộ phim cổ trang á, thì những cái túi vải này, túi thơm này xuất hiện dành cho những gọi là tiểu thư thôi. Thì người ta sẽ để trong cái những cái bọc tiền xu trong cái túi như thế này. Đây, những cái túi như thế này. Còn không có ai đem nhiều tiền hết trơn á, người hầu đem rồi. Còn những cái này là để hình như là để mặc trên hanbok, để trang sức, để đeo trên áo. Và thường thì những quý tộc thì người ta mới đeo những cái này để thể hiện địa vị. Chứ như mình bây giờ thì người ta gọi là thường dân thôi, không có cửa mà đụng đến những cái như này đâu. Thôi, qua bên kia học chữ. Cái không gian bên kia thì nó đậm tính nữ hơn, chứ là một cái khuê phòng của các tiểu thư khuê các. Còn bên này thì đặt luôn là dành cho nam giới, nhìn cái là biết nam giới luôn. Tại vì ở đây bên dưới này là một cái bức tranh để mà đây là không gian của nam giới trong thời kỳ Joseon. Joseon thì là một cái thời kỳ mà mình coi cho phim Hàn thấy rất là nhiều rồi. Và ở đây thì có một cái bàn như thế này để viết chữ đọc sách. Và ở đây trang trí rất là nhiều những cái bút lông, rồi nghiêng mực. Chắc chắn là mọi người cũng đã biết, những cái ông mà quý tộc luôn đóng vai ác thì đều đội những cái mũ như thế này. Thực ra thì ông không phải ông là đội mũ này cũng ác. Thế các bạn xem kênh mình lâu thì cũng đã biết là mình đã có 6 tháng học tiếng Hàn. Trong đó thì 4 tháng mình nghỉ, 2 tháng mình học, cho nên bây giờ mình nhớ được chữ có, chữ không. Và ở đây là có một cái quầy để chúng ta có thể chơi gọi là vui chơi cùng Hangul, tức là tiếng Hàn á. Thì ở đây sẽ có phụ âm này, nguyên âm này. Thì tiếng Hàn á khá là dễ học cái lúc mà đánh vần, tại vì nó cũng có nguyên âm phụ âm và ghép lại như tiếng Việt vậy á. Giống như tiếng Việt mình á thì có ví dụ giờ chữ H ghép với chữ A thêm chữ N, thì ở đây cũng như vậy. Mình sẽ thử cho mọi người nha. Đây chữ để ghép được chữ Han nè. Đây mọi người thấy đây là chữ âm H A và đây âm âm theo mình nhớ là vậy. Thì sẽ kéo cái này vào đây. Rồi bên này kéo xuống đây. Kéo cái này lên đây.
thành. Wow. Đấy. Trong này là một cái thư viện. Ở đây ngoài tạp chí ra thì còn có các những loại sách về văn hóa Hàn Quốc với lại truyện tranh Hàn Quốc thì phải. Ui, phim Cung Quan. Hồi đó toàn là thức đêm để coi phim này thôi. Mày thì đặt cái bên ra. Không màu được rồi. Bạn gì nào? Bạn gì nào? Hiện tại trong này là mọi người đang livestream cái lớp học tại vì kiểu dịch Covid ấy, cho nên là hồi trước thì là những cái lớp học offline nhưng mà bây giờ là đang học online để cho không bị ngắt quãng. Cho nên là mình cũng không thể vào được và mình sẽ đi khám phá những cái chỗ khác. Một chỗ nào đó mà mình có thể thử đồ ăn K-food chẳng hạn để xem thử ha. Tính ra là mình cũng khá là may mắn tại vì không được tới đúng cái dịp mà có lễ hội để có thể thử những cái bộ đồ Hanbok. Nhưng mà lại rất là may mắn tại vì ở đây người ta đang trưng bày một cái quầy bếp để thử những cái thực phẩm K-food. Thì mình thấy ở đây là một số những cái sản phẩm mà rất là nổi bật luôn. Ví dụ như là ở đây này, cái này mình thấy ở khá là nhiều những cái cửa hàng hay là những cái siêu thị bán đồ Hàn Quốc là cái một cái lọ trà thanh yên mật ong. Thanh yên là một cái loại siêu thực phẩm giống cùng họ với lại cam, quýt. Nhưng mà loại này thì nó sẽ nhiều vitamin C hơn, nhiều dưỡng chất và tốt cho sức khỏe hơn. Thì mỗi lần mình uống thì mình chỉ cần lấy ra khoảng 3-4 muỗng, sau đó cho vào cốc nước và pha thêm nước sôi để nguội hoặc là pha thêm với lại soda, bất kỳ thứ gì các bạn muốn. Ở đây là một cái lọ nước hồng sâm 120ml. Hàn Quốc thực sự rất là cuồng nhân sâm. Thì một cái chai như thế này chúng ta có thể bỏ tủ lạnh và lúc nào mà cảm thấy là mệt mỏi thì có thể đem ra uống luôn. Cái này là chị Yến. Cái này chị Yến có nấu rồi. Vì đây cũng là một cái món mà rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc và người Hàn rất là thích ăn gà hồng sâm trong cái thời tiết mùa hè như thế này. Mình đã tìm hiểu qua là tại sao người Hàn lại chuộng cái món gà hồng sâm này như vậy. Cái này là từ hồi xưa rồi, là theo cái nguyên lý ngũ hành á, là người Hàn quan niệm là lấy độc trị độc, là lấy nóng trị nóng. Còn cái gà hồng sâm này á thì có tác dụng là bồi bổ cơ thể trong những cái ngày hè oi nóng á. Thì nếu như mọi người hay coi thời sự thì thời tiết mùa hè nó rất là nóng và nó rất là dễ con người ta mắc những cái bệnh vặt. Thì những cái thực phẩm như là gà hồng sâm này nè, nó sẽ bồi bổ từ bên trong và giúp mình có thêm tăng thêm nhiều năng lượng và phòng ngừa được những cái bệnh đó. Thì với một cái túi như thế này thì chúng ta sẽ không cần phải hầm mất 1-2 tiếng đâu. Mình nhớ cái đợt đó chị Yến hầm rất là lâu mới được một cái nồi gà hồng sâm như vậy. Thì với một cái túi gà hồng sâm người ta đóng gói sẵn như thế này thì chúng ta chỉ mất khoảng tầm 15-20 phút là đã có một cái tô gà hồng sâm rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử chế biến cái này. Thế ở đây thì có một cái bịch gà rồi nhưng mà mình sẽ xếp thêm một cái bịch gà gọi là nước để cho thấy cái nước súp của chúng mình thêm màu mè. Thì ở đây là rất là nhiều các loại thuốc bắc thì mình cũng sẽ xé ra và bỏ vào trong cái nồi hầm này luôn ha. Nãy thì mình đã hầm trước một số cái nguyên liệu quý này rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ vào cái nồi này ha. Ra thì nguyên một cái túi gà như vậy là đã có những cái nguyên liệu này rồi nhưng mà mình màu mè với lại muốn là cho nó đẹp với lại bổ hơn thì mình cho thêm những cái nguyên liệu này rồi sau đó thì chỉ cần cho cái túi này vào thôi. Thì nếu mà các bạn nào mà kiểu muốn bồi bổ gia đình á có thể mua thêm cái túi này hoặc là không thì chỉ cần một cái túi như thế này là được rồi. Thì mình sẽ đậy nó lại như thế này. Thì chúng ta sẽ mất khoảng tầm 15 phút. Nhưng mà nếu như các bạn mua gà ở ngoài chợ về sơ chế rồi hầm theo với cái gói như thế này á, thì chúng ta sẽ mất khoảng tầm ít nhất là 1-2 tiếng. Và mình thấy là chị Yến hầm như khoảng mất là 3-4 tiếng để cho cái gạo nếp nó được nhừ ra cơ. Thì mất khá là nhiều thời gian. Còn cái này thì khoảng 15-20 phút nữa là chúng ta đã hoàn thành. Và trong lúc chờ cái gà này thì mình sẽ pha một cái ly thanh niên mật ong cho các bạn xem nhé. Cái lọ này thì mọi người có thể mua được ở những cái siêu thị Hàn Quốc hay là như là Lotte Mart này hay là Kmart. Rồi thì lấy thêm một cái nước bỏ vào khoảng nửa ly, mình nghĩ là nửa ly là đủ rồi. Nó bắt đầu ra cái màu vàng rất là xinh nè. Có một cái mùi vỏ của cái vỏ thanh niên ấy, nó khá là giống như là mùi vỏ cam, vỏ quýt. Đứng ngay đây xong ngay cái mùi gà thôi, chuyển qua đây nào các bạn. Trời ơi,
đang khát nước. Nãy giờ đi vòng 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 cái trung tâm xong đang khát nước. Trời, cho mình hút thêm một miếng nữa đi. Cực kỳ mái luôn. Và nó sẽ không bị ngọt gắt, nó không bị ngọt gắt, nó cũng không có nghe cái mùi đắng đắng của cái vỏ đâu. Nó hoàn toàn là một cái mùi thanh niên, nó rất là dịu. Và mình cũng không nghe cái mùi ngai ngái của mật ong. Mọi người biết cái mật ong nó thường nó sẽ có cái mùi hơi ngai ngái. Còn cái này thì hoàn toàn là một cái mùi mùi cam á, mình gọi là mùi cam đi ha. Nó thoang thoảng qua và nó hơi ngọt nhẹ thôi. Cái này á thì mình là pha cho thêm một chút đá nữa là quá cháy luôn á. Mình cũng đang nghĩ là nếu mà pha với soda thì nó sẽ như thế nào. Cái hương vị của cái ly này thì nó cũng không khác nhiều so với cái ly kia, nhưng mà nó sẽ có thêm một chút vị ngọt của soda và tất nhiên là sẽ có cái bột ga nữa. Thì cái này mình nghĩ là trong những cái bữa ăn á mà nhiều dầu mỡ thì mọi người nên uống cái này, thì nó sẽ thứ nhất là giúp dễ tiêu và thứ hai là nó kích thích vị giác hơn rất là nhiều đấy. Rồi, và cái nồi gà của chúng ta đã hoàn thành, bây giờ thì mình sẽ vớt ra nhé. Ui, cái nước bây giờ nó đặc quánh lại. Rồi, và một cái nồi gà như thế này á thì chúng ta sẽ ăn cái phần gà, cái phần nước và cái phần mà gạo nếp đã được hầm nhừ rồi. Hoặc là các bạn mà thích táo thì có thể ăn cái táo này, còn những cái này á thì chỉ là để cho cái nước của chúng ta bổ hơn, ngon hơn, chứ không có ăn cái mấy cái này nha mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ thử xé một cái miếng gà nha. Bây giờ nó đã rất là mềm rồi ấy. Trời ơi, gà ở đây bây giờ nó đã rất là mềm luôn á, nhưng mà nó không có bị nhũn ra mà vẫn còn từng cái thớ thịt. Sâm ngọt thế nhở? Đây là lần đầu tiên mình ăn cái gà hầm sâm này luôn, nên nó cảm thấy nó khá là mới lạ. Nó ngọt liệm lúa mọi người. Mọi người nhìn nè, trời, cái xương nó rụt ra luôn rồi đó. Nó vẫn còn cái độ dai dai nha. Gà siêu siêu mềm, mà nó không có bị ám cái mùi là những cái mùi mình gọi là hay ở thuốc bắc ấy. Cái này mình nghĩ là mọi người có thể ăn không thôi, chứ không cũng không cần phải ăn với lại cơm hay là ăn với gì đâu. Chắc là ăn thêm với một ít kim chi ấy thì nó sẽ hơi mặn mặn chua chua, nó sẽ trung hòa lại cái vị này. Còn cái này thì cơ bản thì nó sẽ làm thanh thanh vậy thôi. Một con gà này á mình nghĩ là khoảng 1 đến 2 người ăn là vừa. Bên trong thì nó còn hồng hồng nữa cơ, nhưng mà thơm lắm và nó sẽ không có quá làm mặn hay là ngọt gì đâu. Nó mình nghĩ là khẩu vị của người Việt Nam sẽ ăn được cái này. Lúc đầu thì mình cũng khá là lo lắng, tại vì cái gà này á là người ta đóng gói trực tiếp từ Hàn Quốc và sẽ là cái khẩu vị của người Hàn, cho nên là mình không biết là người Việt Nam mình ăn như thế nào. Nhưng mà các bạn hoàn toàn yên tâm nhé, là cái này á mình đem về có thể ăn bố mẹ hay là người lớn trong nhà ăn vẫn được, tại vì khẩu vị của nó sẽ không có gì quá là nặng mùi đâu, rất là dễ ăn luôn. Và chắc là mình sẽ mua cái 1-2 gói này về cho ông bà bố mẹ sẽ rất là hợp lý trong cái thời tiết nắng nóng như thế này đấy. Và bây giờ mọi người ăn hết cái con gà này là đến chiều tối đó, cho nên là thôi bây giờ mình sẽ thử thêm cái chai nước cuối cùng trong cái combo này ha, là một cái lọ nước hồng sâm. Cái này thì dễ mở hơn cái kia này. Đây, ôi cái màu đẹp quá. Ồ, nhưng mà khá là lo lắng tại vì nước đây là nước hồng sâm, cho nên là không biết là cái mùi nó như thế nào, có khó uống không. Một cái mùi sâm rất là nồng, không biết nó có vị gì không ta. Ngon bất ngờ. Mình cứ nghĩ là hồng sâm nó sẽ chỉ là có mùi chát chát đắng đắng không thôi, nhưng mà trong này nó sẽ có thêm một chút vị chua và ngọt á. Không biết, nhưng mà uống ngon lắm. Chính xác rồi, mình sẽ mua cái lọ này, tại vì lúc đầu thì mình sợ là mẹ mình sẽ không uống được, tại vì mẹ mình cũng sợ đụng mấy đồ đắng ấy, đắng với lại thuốc bắc. Nhưng mà cái này thì nó sẽ có một cái mùi rồi chính xác luôn. Cái này có thêm mật ong và nước đường để trung hòa và là dễ uống hơn. Nó sẽ có mùi là kiểu chua chua ngọt ngọt, cho nên là hoàn toàn dễ uống, người lớn và trẻ em đều có thể uống được cái nước này. Cứ thế này là không dừng lại được, nhưng mà thôi mình không thể ngồi đây và ăn hết cái nồi gà này đến khi cái trung tâm đóng cửa được, thì chắc là mình sẽ dừng cái video này lại tại đây. Và nếu mà các bạn muốn tới để mà trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc cũng như là những cái nét ẩm thực này, trang phục này hay là chữ viết tiếng Hàn, thì mọi người có thể tới trung tâm văn hóa Hàn Quốc, thì mình sẽ để địa chỉ cho mọi người ở phần description. Và những cái thực phẩm mà hôm nay mình trải nghiệm ấy, thì các bạn có thể mua ở những cái siêu thị Hàn Quốc như là Lotte Mart này hay là Kmart chẳng hạn, hoặc là các bạn có thể tìm trên những cái trang thương mại điện tử như là Shopee, Tiki, Lazada thì chắc là sẽ có đấy. Và mình sẽ kết cái video này lại đây, nếu mà mình tìm được link ấy, thì mình sẽ để cho mọi người ở phần mô tả nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share cũng như là subscribe cho Trang nè, và tới đón những video food tour hay là ăn sập Hà Nội sắp tới nhé. Tạm biệt, bye bye.